thêu và nhung kết. Bây giờ mình sẽ xem trước dòng vải thêu nha. Cái này thì dành cho lứa tuổi trên 40, cả nhà thấy không, nó rất là đẹp nè. À, và mình có thể đi đám cưới hoặc là mình ngồi xuôi. À, 50 đô nha. Còn tiền công may lấy liền khoảng 25 đô nữa nha. Tức là khoảng 550 đến 600 ngàn một bộ đồ công may. Rồi, cảm ơn chị. Có nhiều cô, các chị, các mẹ hỏi là mình có những cái dòng vải cho bà lớn tuổi cỡ 80 hoặc trên 80 để ngồi xuôi. Thì chút xíu nữa Hoàng Sơn cũng quay trong video clip này luôn nha. Đây, đây là dòng thiêu đơn giản ha. À, kết hợp với quần xanh nè. Cái này là 1,2 triệu, nếu mà như mình thiêu á thì chắc khoảng ở mình đính đá ra đó. À, tìm khoảng 5-600 ngàn nữa, rất là đẹp luôn đó. Nếu mà đính đá thì cực một cái là mình giặt phải kỹ. Còn những cái thiêu đơn giản như vậy nè, mình giặt thoải mái hơn ha. Cái này nếu mà như mình đặt mà thiêu giống vậy nhưng mà trên nền vải khác được vậy ha? Đã được. Dạ, mất thời gian bao lâu chị ha? Dạ, khoảng 1 tuần. Khoảng 1 tuần ha. Rồi, cô chú anh chị, ông bà mình nếu mà đặt á, mình có thể chụp lại kiểu này. Và giả sử mình ấy thích trên cái nền vải khác, mình vẫn đặt được nha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, tới nền vải vàng. Ôi, cái này đẹp quá nè. Mà mình mới thấy là cái bông màu trắng. Đó, nhìn rất là đơn giản luôn. Mà rất là sang. Rồi, kết hợp vải quần đẹp nữa nè. Vải quần nhìn hay quá ha. Dạ. Quần nâu cũng được ha chị. Theo cái kiểu thân cây ha. Còn màu trắng là theo cái bông hoa. Rất là đẹp luôn. Nhìn sang quá chừng sang luôn. Cái này mặt cũng nhìn trẻ trung lắm nè. À, bà xui trẻ mặt cũng rất là đẹp ha. Mình cũng có thể mặc đi làm cũng được nữa. Rất là đẹp. À, cả nhà thấy rất là đẹp ha. Cô chú anh chị có thể chụp lại màn hình nha. Ví dụ như trường hợp mà cái áo này đã bán rồi, mình vẫn đặt lại được nha. Trời, cảm ơn chị. Rồi, tiếp tục là nền xanh. Wow, đẹp quá. Cái bông thiêu nhìn hay quá ha. Rồi, mỗi bông mỗi khác luôn. À, cô chú mình cũng có thể yêu cầu nha. À, thí dụ mình muốn trên nền vải đỏ hay trên nền vàng, à, vẫn được ha. Đó, mình chỉ cần chụp lại bông hoa này luôn. Rồi, vải thiêu nè. Hoa đẹp. Cái này vẫn là đang dòng 1,2 triệu cô chú anh chị ha. Tặng quần. Đó, kết hợp màu quần này đẹp không? 50 đô nha. Hoàng Sơn nói tương đối để cho cô chú ở xa mình cũng có thể dễ tính. Rồi, cảm ơn chị. Hoàng Sơn có để lại số điện thoại ở trên video. Cô chú mình có quan tâm á, có thể gọi trực tiếp cho mấy chị ở shop Thanh Thảo. Hoặc là mình muốn chỉ đường tới đây á, cũng gọi trực tiếp ha. Mấy cô sẽ xuống dưới tận cửa rước lên luôn. À, tại vì ở trên đây á, thì cái lối đi nhiều khi nó khá là chật, cả nhà thấy nha. Đó, chật như này nè, mấy chị sẽ xuống dẫn lên luôn, khỏi lạc ha. Đó, rất là đẹp. Đó, thiêu rất là đơn giản ha. Nhiều khi mấy cô lớn tuổi á, thích những dòng đơn giản như vậy nè, nhìn nó rất là sang, nhìn nó không có cầu kỳ ha. Do nó một màu á, nó nhẹ nhàng vậy lắm. À, cả nhà coi toàn khánh mà ha. À, rồi, cảm ơn chị. Mình chuyển qua nền vải vàng. Cái này nổi dữ à. À, nhiều màu pha đó, nhìn giống như 3D vậy đó. Nhìn có cái độ ống ánh luôn. Ở đây là mình may áo dài lấy liền ha. Ví dụ như sáng mai chiều lấy. Cả nhà có thể đặt trực tiếp từ Thanh Thảo luôn nha. Thiêu nhìn hay quá ha. Một cái bông nó có ba màu, màu đậm, màu nhạt. Đó. Và màu lá. Trên nền vàng. Ôi, kết hợp màu quần đẹp quá chị ơi. À, cả nhà coi nè. Cái màu vải quần. Đó, giống như cái lá trên cái tấm vải, rất là đẹp. Nhìn tươi liền ha.
Đó. Mình mặc thấy nhìn thấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn ha. Rồi cô chú mình có thể chụp lại màn hình, Hồ Sơn quay khá là chậm nè. Đó, cả nhà có thể chụp lại. Đó, đẹp không? Rồi cái dòng này vẫn là 1,2 triệu, cảm ơn chị. Cả nhà thấy ở phía sau của chị có rất là nhiều vải khác nhau, ví dụ giống như là vải vẽ nè, rồi vải đính cườm, đó, đính đá, ủi đá luôn. Bên cạnh đó còn có rất là nhiều vải thái tứng, rồi đẹp quá. Cái này cho mấy bà xuôi nha, nhìn rất là lịch sự luôn ha. Cái này bà xuôi cỡ 60 tuổi đến 80 tuổi mà rất là hợp luôn đó, nhìn rất là sang luôn. Kết hợp vải vừng là màu xanh đậm của cái bông lá ha. À, đẹp quá. Rồi các cô có thể đặt cho các chị các mẹ thì mình cũng có thể chụp lại màn hình đặt từ xa nha. À, mình quay lại cận cảnh cho cả nhà xem cái nét thiêu nè, chi tiết nữa ha. À, có thiêu nhìn màu bạch kim nè, ống ánh luôn. Rồi đây là bông màu vàng, nhị đỏ nè, lá thì nó có ba màu rất là đẹp. À, cả nhà thấy không? Rồi cảm ơn chị, khá đẹp luôn. Hoàng Sơn chỉ quay đại khái thôi nghe chứ không có quay hết được các kiểu thiêu đâu nha. À. Rồi đẹp quá, bông màu vàng. À, ở đây có rất là nhiều khách nước ngoài tới để xem vải. À. Đây nè, bông sen, màu lá của bông sen ha. À, đẹp quá. Táo nè. Đó. À. Sao thiêu hay quá chừng hay luôn. Nãy giờ Hoàng Sơn tưởng rẻ không à. Cả nhà thấy cái giữa cái lá không? Cái màu thiêu đẹp quá, nhìn nó rất là lạ, em tưởng vẽ không? Xuất sắc luôn ha. À, cái này mình bà xui trẻ hoặc là bà xui lớn tuổi đều mặc được hết, rất là hợp luôn. Còn nếu mà như mình thích lóng lánh ấp, mình có thể đặt những cái đá trên đây ha, ủi đá lên. Rồi cảm ơn chị. Rồi đẹp quá, bông màu trắng nè. Mấy chị nói là có áo dài cho tuổi 80 hay không, là có nha, nhưng mà do ít có yêu cầu nên là Hoàng Sơn quay cũng ít, nên cả nhà mình có thể trực tiếp lên đây lựa hoặc là gọi qua Zalo để cho các chị lấy vải cho mình xem chi tiết nha. Tại vì những mẫu mới ra liên tục á, Hoàng Sơn không thể nào cập nhật hết một lần được. À. À, đẹp quá. À, hiện giờ vẫn là dòng 1,2 triệu, à, tương đương với 50 đô hen. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc cái dòng vải thiêu, dạ, để mình sẽ chuyển ra cái những dòng vải khác cũng giá tầm cỡ 1,2-1,3 triệu thôi. Ôi đẹp quá hen, thiêu đẹp quá nè. Cái lá nhìn nó rất là lạ, cái màu á nhìn đẹp quá. Chút xíu nữa mình sẽ một số dòng vải nhung. Ở đẹp quá ha, nhìn từ xa cô chú anh chị ha, đẹp quá. Nếu mà như mình mặc đi làm thì nên chọn những dòng như vậy nè, mình đừng có ủi thêm đá. Còn nếu mà như đám tiệc á, mình nên đặt thêm đá, ủi thêm trên mấy cái đá hoặc là pha lê á, lấp lánh luôn á. Đẹp quá ha. Nếu mà như khách hàng mà mua cái lựa vải như vậy mà bây giờ yêu cầu đính thêm đá, ủi đá pha lê thì mất bao lâu chị? Một tuần ha. À, tức là mình thiết kế riêng luôn nha, là đảm bảo là độc quyền á, không đụng hàng. Tại vì làm bằng thủ công mà thì không có cái nào giống cái nào hết. Rồi cảm ơn chị ha. Dạ. Rồi dòng vải nhung cho bà xui lớn tuổi nha. À,
Một bộ này nhung thì khoảng bao nhiêu chị? 1.3 triệu. 1.3 triệu là tặng quần hả? Dạ đúng rồi. Ôi đẹp quá. Ôi cái này này mà để ngồi xuôi thì quá xuất sắc luôn. Nhìn rất là sang ha. Vải nhung mà mình có kết đá trên đây nè. Tính hạt nè. Này dòng nhung thun á, giặt dạ. Đủ được. Khoảng mấy 6 luôn. Đẹp quá ha. Những kiểu như thế này thì má ba nhà Nam Việt rất là thích. Nhìn cái màu nó vừa sang, cũng lớn tuổi đó, cho phù hợp cho người lớn tuổi. Nhưng mà cái kiểu thì nó, cái cửa bông nó nhìn nó trẻ trung hiên. Đó, quá đẹp luôn. Rất là nhiều kiểu cho người lớn tuổi lựa nha. Ông bà mình có thể có những cái kiểu rất là đẹp. Rồi, cảm ơn chị. Lên màu đô để cho có hai màu chứ lên đủ màu. Dạ. Nhiều màu lắm, không lên hết được. Đó, mình cũng có thể chụp lại màn hình. Rồi, yêu cầu là cái nền khác ha. Cái này mình có thể mua tặng cho các bà hoặc là các mẹ ha. Vải nhung này thì giống như ngoại, ngoại thì thích những cái kiểu như này. Đẹp quá. Mà nhìn cũng trẻ chứ không chị ha. Chứ không phải nhung là nhìn cứng tuổi đâu. Dạ. Này mình có thể từ 60 tuổi cho đến 80 tuổi đều có thể mặc, rất là hợp. Đẹp quá. Rồi, cô chú mình có thể xem lại màn hình nha. Cũng là cái kiểu bông hoa đó nhưng mà màu nền khác nha. Ok chị, cảm ơn chị. Hiện giờ là đang là giá 1 triệu 3 hả chị ha. Nó cũng khoảng gần tương đương là 50 đô. Cô chú anh chị mình tham khảo nha. À, kết hợp với quần màu vàng giống như cái bông ở trên trên nền vải nè, đẹp quá. À. Giờ bà xui là có rất là nhiều sự lựa chọn nha, không phải như ngày xưa. Bây giờ vải tuổi nào cũng có hết, rất là đẹp. Và thời trang nữa. Nhìn thì nhìn rất là nghiêm túc ha, nhưng mà nó lại nhẹ nhàng. Đó, ở nhà coi đính hạt nè. Đẹp quá ha. Rồi, nhìn từ xa nha. Yeah. À. Rồi, cảm ơn chị. Nếu mà như cái này chắc tiền công may là khoảng 600 ha, tại có hạt 700, nên là thấy sẽ may rất là cực. Ừ, vải nhung may khó nữa. Tại vì cái công mà may bình thường thì khoảng 550. À, còn có thêm hạt hoặc là vải khó thì sẽ giá tiền công may cao hơn. Rồi, đẹp ha. À, cả nhà thấy bông hoa nó nhìn tương tự nhưng mà khác nhau hết đó nha. Rồi, mình lại xem cận cảnh nha. À, tà áo nè. Cái này mình pha màu vàng quần giống như cái bông trên đây ha. À, cả nhà thấy không, đẹp không? Bông từ dưới lên nè. Đó. Có một cái bông nhỏ trên ngực. Mình cái tà sau thì sao chị ha? Em muốn xem cái tà sau. À, tà sau cũng có bông luôn. À, một cái bông nhỏ nhỏ đơn giản ha. Ờ, cổ tay áo cũng có bông thiêu luôn, kết luôn nha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, tới màu đỏ nè. Đẹp ha. Mấy dòng này là 1.3 triệu chết hết chị ha. Này 1.3 triệu hết hả chị? Đúng rồi con. Dạ. À, nhìn rất là đơn giản luôn. Rồi đây là vòng dòng vải nhung cho bà xui ha. Rồi cô chú mình có thể chụp lại màn hình và Sơn quay chậm nha. Còn biết thêm thông tin chi tiết thì cả nhà mình nhớ gọi điện trực tiếp cho mấy chị Văn Thanh Thảo nha. Rồi cảm ơn chị. Ôi đẹp quá. À, mới thấy kiểu là đẹp rồi. Quá xuất sắc luôn ha.
Thấy cái này thiêu nó thấy nó thiêu rất là nhiều, à đính hạt rất là nhiều. Có mắc hơn không chị? Cũng 1.3 triệu hả? Dạ. Hạt nè, đá nè, pha lê nè, lấp lánh luôn ha. Dạ. Cái độ co giãn nó dễ chịu mà giặt được luôn nữa. Dạ. Cả nhà mình nha. Rồi mình coi cái tà áo nè, rất là đẹp. Đó. Đẹp ha. Các bạn có thích thì chụp màn hình đặt lại màu. Đây. Mình có thể đặt lại màu khác được nha. Chụp lại màn hình cô chú anh chị ha. Dạ. Đó. À, cả nhà thấy rất là sang không? Rồi, cảm ơn chị, đẹp quá. Mình quay hậu trường nè. Mấy chị đang sơn rất là nhiều đồ đẹp ở bên đây. Yeah. Rồi, cảm ơn chị ha. Ôi, đẹp quá vậy. Cái này 800 một áo. 800 hả? Rẻ vậy ha. Thêm cho các bà lớn tuổi. Dạ. Cả nhà xem, đây là vẽ hả chị? Vẽ và kết. À, cái gì là 800 thôi, rất là rẻ hen. À. Các bà thích nhung nhung vậy. À, cả nhà thấy đẹp không? 800.000 Việt Nam đồng nha. Rồi, cảm ơn chị. Bông à, quá đẹp luôn. Cái này ủi kim tiến ha. Dạ. Cái này 800.000 tặng quần luôn chị ha. Dạ. À, đẹp quá ha. Đô hiện giờ là khoảng 24.500. À, quá đẹp luôn. Rồi, cảm ơn chị. Cô hoài phải cho bà đầu câu chứ. Này là bà. Cái này là vậy là khoảng có 30 mấy đô thôi, khoảng 35 đô. Dạ. Dạ, mình nhầm. Hoàng Sơn nhắm chừng để cả nhà mình dễ tham khảo thôi nha. Được. Đó, này 800.000 Việt Nam đồng nè, rất là đẹp luôn. Dạ, được được luôn nha bạn nha. Ok. Cái gì mong cặp lại nha. Ok. Rồi bạn. Từ trên đổ xuống nha. À, vườn màu vàng có nhiều cô gọi điện để chỉ đường lên. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, bên Mỹ gọi về kêu chỉ đường tìm cách mua như thế nào ha. Dạ, con chào cô. Dạ, con xem nhé. Dạ. Dạ, chị gõ Nam Việt Shop là thấy em à. Dạ, dạ. Dạ, chị chuẩn bị về Việt Nam hả? Dạ, rồi. Ok chị. Dạ, rồi có gì về thì alo em cà phê nha. Rồi, cảm ơn chị nói chuyện với cô Thanh Thảo nha. Dạ. Rồi, con nói tiếp là dạ. Alo. Mình đang quay phim thì cô muốn nói chuyện với Hoàng Sơn. Rồi, cảm ơn chị ha. Làm chị cũng mỏi tay theo. Ok. Đẹp quá. Thường thì mình mua áo dài á, mình đừng có quan trọng về giá, mình thấy kiểu nào đẹp là được. Ví dụ như kiểu này là 800.000 nè, có người thích kiểu này, còn có người thích đính hạt thì 1.2 triệu ha. Nhưng Hoàng Sơn thấy 800 rất là đẹp, rất là sang luôn nè. Đó. Mình thấy cái nào phù hợp với mình, chứ không phải là mắc là đẹp nha. Đó. Còn Sơn thấy này nó rất là lung linh luôn. Đó. Cái này mình có thể mua để tặng cho các cô, các bà được ha. Đẹp quá. Đẹp quá ha. Rồi, cảm ơn chị. Dòng hàng 1 triệu ha. Dạ. Yeah. Đẹp quá. Này vừa vẽ với vừa có kim tuyến. Dạ, đẹp quá chừng luôn nè. Rồi, cái này là khoảng 40 đô ha. Dạ. Chị một áo. Dạ. Cái này khách có nhu cầu quần. Ok. Đẹp quá. Cái nhà ra gần cảnh nè. Dạ. Phải nhung là vẫn vẽ được nha. Cảm ơn chị. Bạn với nhau thôi, mấy tuổi. Cảm ơn bạn.
Cái gì về mình đón nha. Rồi chào. Nay chị gọi đặt trước ha, đặt lịch. Mẹ đẹp quá ha. À, nếu mà như các bà mình thích dòng nhẹ nhàng không có đính hạt thì mình chọn những dòng vẽ như vậy rất là đẹp ha. 1 triệu tặng quần nha. Rồi cảm ơn chị, vẫn là vòng vải nhung. Và rồi có nhiều chị thấy muốn quay dòng vải nhung để tặng cho các bà các cô đó, nữa nay Hoàng Sơn mới có dịp quay nè ha. Vẽ đẹp quá ha. Rồi mình coi tà áo nè. Vẽ thì nhìn nó lả lướt hơn là mình kết hạt. Đó. À, trên ngực có một cái bông nhỏ và dưới tà là bông lớn ha. Mình kết hợp với màu quần là giống màu bông, màu vàng nè. Hoặc là mình có thể kết hợp màu luôn khác nữa, màu lá. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chắc Hoàng Sơn sẽ dừng video ở đây ha. Chứ quay không thể nào hết được đâu. Đại khái là mình biết là có những kiểu bông như vậy và những cái loại vải như vậy ha. À. Còn nếu mà mình thích cái kiểu này luôn thì nên chụp lại màn hình ha. À, nè, vẽ rất là đẹp luôn nè. À. Vẽ có kim tuyến luôn ha. À, từ trên xuống nè. Rồi. Tạo nha. Rồi bữa nay mình phục vụ cho các bà xui, các chị, các mẹ và mà bà mình lớn tuổi mình có thể ngồi tọc ha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Bữa nay mình cảm ơn cô Thanh Thảo và các chị em đã hỗ trợ cho mình clip này nha. À, vừa rồi thì Hoàng Sơn còn ở nhà mình xem là dòng vải thiêu và dòng vải nhung cho các cô, các chị lớn tuổi, các bà ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha.